棒。宝宝灯。Sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Sợ quá đi. Mình thấy có nhiều bạn bị gãy xương lắm. Cùng bắt đầu chữa trị ngay thôi. Người đầu tiên, Hưu Cao Cổ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đánh nhau đến đau cổ rồi. Cổ của mình. Vậy là bạn đã bị thương cổ rồi. Ôi ôi ôi, cái cổ của mình. Đừng cố gắng quá. Để mình xem qua cái đã. Các bạn đã sẵn sàng cùng mình trị bệnh chưa nào? Mình nghĩ bạn đã bị gãy xương rồi. Hãy chụp X-quang nào. Được rồi, cùng đếm đến 3 nhé. 1, 2, 3. Ôi không, xương cổ đã bị gãy thành nhiều mảnh rồi. Cùng sắp xếp xương lại đúng vị trí nào. Kiểm tra thật kỹ kích cỡ và màu sắc rồi đặt chúng lại với nhau nào. Yeah! Tốt lắm! Hả? Không! Ôi, cổ của mình! Ôi không! Mình xin lỗi! Tập trung nào! Nào, cái to nhất trước! Được rồi! Đó là cái xương cuối cùng! Woohoo! Xương cổ đã ngay ngắn trở lại. Bạn làm tốt lắm. Giờ mình sẽ băng cổ lại để nó mau lành nhé. Chọn cái nào cho đẹp đây ta? Được rồi. Cái băng có hình cầu vồng nhé. Chữa xong rồi. Cầu vồng sắc màu. Hư cao cổ ngầu quá đi. Hư cao cổ, giờ thì cổ chẳng còn đau, chữa xong rồi. Mình rất thích cái băng cầu vòng này. Mình cảm ơn.
Thật vui khi bạn thích nó, hươu cao cổ à. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi không thể bay, ôi đau quá đi. Ow, cánh của tôi. Bạn đã bị thương ở xương cánh rồi. Nhói quá, đau ghê, ôi đau quá đi. Ôi. Bác sĩ ơi, liệu tôi có thể bay lại được không? Đừng lo mà, mình sẽ giúp bạn bay trở lại. Mình cần chụp X quang để xem liệu bạn có bị gãy xương không. Một, hai, ba. Ủa, xương cánh của bạn đã bị mòn rồi. Mình nghĩ bạn cần được phẫu thuật đó. Liệu phẫu thuật xong, tôi có thể bay lại được không? Tất nhiên. Để mình giúp bạn nhé. Mình sẽ gây mê cho bạn và bạn sẽ không đau trong lúc phẫu thuật đâu. Trước tiên, cần cạo sạch lông để mình thấy xương được rõ hơn nhé. Được rồi. Các bạn, cùng tìm mảnh xương cánh đặt vào đây nhé. Cái này, không đặt vào được. Cùng thử cái nhỏ hơn nào. Cái này thì quá nhỏ. Là một con rắn. Nó đây rồi. Giờ thì khâu lại nào. Nói những số giống nhau từ trên xuống dưới nhé. Đã khâu vết thương xong rồi. Cuối cùng, hãy đặt lông trở lại để không lộ vết thương nhé. Tuyệt vời! Phẫu thuật cánh đã thành công! Đại bàng ơi, tu đu đu tu đu giờ đã bay, tu đu đu tu đu lại được rồi, tu đu đu tu đu phẫu thuật xong rồi. Wow, tôi bay lại được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đang đi săn thì đâm phải tảng đá nè. Thì ra bạn đã gãy chân. Ôi ôi, chân tôi đau quá đi. Khủng long như tôi mà lại bị ngã lúc đi săn, xấu hổ quá đi. Không sao mà, ai cũng có sai lầm mà. Mình sẽ chữa cho bạn ngay. Mình sẽ chụp X quang trước nhé. Được rồi, sẵn sàng nào. Rõ ràng rồi, chân của bạn đã bị gãy xương. Hãy sắp những mảnh xương bị gãy lại với nhau nào. Có đau lắm không? Hãy cố gắng xíu nha. Xong rồi. Để cho xương mau lành lại, mình sẽ bó bột để cố định chân của bạn lại. Dùng băng vải quấn vòng quanh nè. Xong rồi. Cuối cùng, mình sẽ lấy nạng chống cho bạn nhé. Bạn thích màu nào nè? Xanh. Tôi thích màu xanh dương kia, giống như hoa văn trên người tôi nè. Màu xanh là thích hợp nhất.
Bạn khủng long tu du du tu du giờ thì chân tu du du tu du đã lành rồi tu du du tu du chữa xong rồi. Rồi, cảm ơn. Bạn giỏi lắm. Cảm ơn. Thật vui khi công tác chữa trị đều thuận lợi. Mọi người phải cẩn thận nhé. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn, thật vui khi hôm nay được cùng nhau khám chữa bệnh. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Sẽ chơi trò vui gì đây? Oh wow, nhìn kìa, có một hộp kho báu nè. Không biết bên trong là gì đây? Cùng mở nó nào. Wow, là những quả trứng đầy màu sắc. Không biết những quả trứng này thuộc về ai nhỉ? Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào quả trứng này. Wow, có vẻ như đó là một quả trứng khủng long. Nếu là một loài khủng long có chiếc bờm màu vàng giống như con gà. Aha, là Gallimimus. Wow, bạn nhanh thật đấy. Gallimimus tu 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 tu, Gallimimus tu 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 tu, Gallimimus tu 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 tu, Gallimimus. Wow, cá mập Gallimimus về nhất rồi kìa. Mình biết ngay mà. Xin chúc mừng cá mập Gallimimus. Chắc tất cả đều là trứng khủng long. Chúng ta sẽ xem quả trứng nào tiếp theo đây. Wow, có 3 chiếc sừng khỏe và sắc nhọn. Các bạn có biết đây là loài khủng long nào không? Đúng rồi, đó là Triceratops mạnh mẽ và vĩ đại. Triceratops, tu 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 tu, Triceratops. Do 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 do, Triceratops. Do 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 do, Triceratops. Cá mập con giờ chỉ biết ăn cỏ thôi. Kể từ khi biến thành Triceratops, đó là vì chúng là loài động vật ăn cỏ. Có ngon không nào? Tiếp theo ta sẽ biến thành loài khủng long nào? Thank you.
loài khủng long nào có hộp sọ dày và cứng? Đúng rồi, đó là loài Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus, Pachycephalosaurus. Hộp sọ cứng thật đó, thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến với quả trứng cuối cùng. Bạn có nghĩ đó là một con khủng long đáng sợ không? Sợ quá đi. Đó là T-Rex, vua của các loài khủng long. Mọi người, chạy mau đi. T-Rex, 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 T-Rex. Cá mập T-Rex đang đuổi theo đàn cá kìa. Gallimimus, Triceratops, Pachycephalosaurus, T-Rex. Cá mập con, bạn thấy biến thành khủng long như thế nào nè? Bạn có vui không? Lần sau hãy biến thành nhiều thứ thú vị hơn nhé. Tạm biệt. Chào mừng đến thế giới khủng long. Roar! Đi thăm thế giới khủng long. Nhìn kia là một quái vật xe. Này đừng cản đường tôi, bánh xe tôi không thể ngừng. Này! Cà bình bang boom. Cùng đi thôi. Khủng long ba sừng. Khủng long bay. Khủng long ăn cỏ. Wow, khủng long ăn thịt kìa. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, mau chạy nhanh. Mau chạy nhanh và coi chừng khủng long ăn thịt đây. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, mau chạy nhanh. Thế giới khủng long, đi thăm thế giới khủng long. Ôi, khủng long tới kìa. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, mau chạy nhanh. Mau chạy nhanh và coi chừng khủng long ăn thịt đây. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, mau chạy nhanh. Quái vật 1, 2, 3, đứng lại, chạy nhanh thôi. Đi thăm thế giới khủng long. Đi cùng xe quái vật. Đi thăm thế giới khủng long. Đi cùng xe quái vật. Chào các bạn, mình đang ở công viên thế giới khủng long cùng gia đình nè. Mình rất hào hứng. Bạn nghĩ chúng ta sẽ thấy những loài khủng long nào đây? Được rồi, đi thôi. Hả? Lạ quá. Mẹ ơi, nhìn kia kìa. Ồ không, tấm bảng bị hỏng rồi. Mẹ nghĩ đã có chuyện gì đó. Có vẻ như có chuyện gì xảy ra bên trong công viên rồi. Cùng vào trong nào. Có chuyện gì ở đây vậy? Chỗ này thật là lộn xộn. Mọi người, chạy mau đi. Quái vật Pterosaurus đang ở đây. Chúng sẽ chộp lấy bạn cho mình xem. Công viên giải trí đúng là thảm họa, cũng tại chúng mà. Quái vật Pterosaur. Khoan, ba ơi, ông ơi, ba ơi, mẹ ơi. Mình phải làm gì đây? Quái vật Pterosaur bắt cả nhà mình đi mất rồi. Mình chắc chắn các bạn sẽ giúp mình mang họ về. Các bạn, cùng mình bắt đầu đi tìm cả nhà nhé. Bọn quái vật Pterosaur này, sao chúng dám bắt gia đình mình chứ? Nhưng hy vọng vẫn còn, mình sẽ cứu được cả nhà thôi. Các bạn, hãy cùng mình tìm cá mập ong trước nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi.
chiếc đuôi ca ong màu xanh lá bạn nha. Trực giác mình bảo rằng cá mập ong đang ở quanh đây. Ồ, có gì chuyển động ở kia kìa. Ôi, lỡ như Pterosaurus thấy tôi thì sao? Tôi phải tìm chỗ khác trốn thôi. Đó là Triceratops. Cái sừng to kia trông giống như đuôi của cá mập ong vậy. Vậy cá mập ong đang ở đâu đây ta? Tôi không phải là cá mập ong. Tôi nghĩ đã nhìn thấy ông ấy ở gần cái ao. Bạn nên tìm cá mập ong và rời khỏi đây mau đi. Pterosaurus có thể quay trở lại đó. Cảm ơn, Brachiosaurus. Gần cái ao sao? Thấy cái đuôi của ông rồi. Cá mập con, cảm ơn con nhiều lắm. Ông ơi, vui quá, ông không sao rồi. Ông ước sao cả nhà chúng ta đều ở đây cùng nhau. Cá mập con, sao con không đi tìm cá mập bà, trong khi ông giúp các bạn khủng long ẩn náu ở đây? Đừng lo lắng ông ơi, con sẽ đi cùng các bạn và tìm ra cá mập bà ngay thôi. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm cá mập bà nào. Ôi không, núi lửa sắp phun trào rồi. Nhanh nào, chúng ta phải tìm cá mập bà nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Hả? Là ai đây? Cẩn thận! Tôi có nhận chiếc gai rất nhọn ở đuôi đó. Mình xin lỗi, Stegosaurus. Suýt nữa mình bị đuôi nhọn của bạn đâm phải rồi. Có cái đuôi gì đang chuyển động ở kia kìa. Ôi trời, tôi tưởng lũ quái vật Pterosaurus tới đây để bắt tôi chứ. Cá mập con, bạn không nên ở đây. Núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào đó. Ankylosaurus nói phải. Mình nghĩ núi lửa sắp sửa phun trào rồi. Mình phải tìm ra cá mập bà. Bà có ở đây không? Cá mập con, vui quá, con không sao rồi. Cảm ơn các bạn đã giúp cá mập con tìm ra tôi. Bà ơi, nhìn ngọn núi lửa kìa. Bà phải đưa những quả trứng này đến nơi an toàn. Cá mập con hãy đi tìm những thành viên còn lại nhé. Suýt nữa thì cùng nhau tìm cá mập ba nào. Bà ở đâu rồi? Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Cái gì dưới nước vậy? Chắc là cá mập ba rồi. Ba mừng bơi giỏi lắm. Bạn không phải là quái vật Pterosaurus. Hãy cẩn thận. Bạn không biết khi nào quái vật Pterosaurus sẽ xuất hiện đâu. Đó là Mosasaurus, không phải ba. Cùng tìm cá mập ba lại nào. Mình thấy cái đuôi màu xanh kia kìa. Người dám chậm trứng của ta sao? Quái vật Pterosaur kia. Là Tyrannosaurus, vua của loài khủng long. Tôi không cố ăn trộm trứng của ngài đâu. Là ngươi à, cá mập con. Ta tưởng ngươi là một con quái vật Pterosaur trộm trứng chứ. Ở đây nguy hiểm lắm. Ngươi nên trở về với gia đình mình đi. Có một cái đuôi màu xanh khác ở đằng kia. Cảm ơn cá mập con.
Bà đã rất lo lắng vì tất cả chúng ta đều bị Pterosaur bắt giữ, ngoại trừ con. Nhờ các bạn giúp đỡ nên con mới tìm thấy ba đó. Ồ, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cá mập con đã tìm thấy cá mập mẹ chưa? Dạ chưa. Nhưng ba đừng lo lắng. Con biết con và các bạn ở đây sẽ tìm được mẹ sớm thôi. Cá mập con nhìn kìa, một quái vật pterosaur khổng lồ. Nó đang đi đâu vậy? Cá mập mẹ có thể ở đằng kia. Hãy bí mật theo dõi pterosaur khổng lồ nào. Nó đâu mất rồi? Ồ, pterosaur khổng lồ đang ngủ ở đằng kia kìa. Các bạn, chúng ta phải thật sự im lặng để quái vật pterosaur khổng lồ không thức dậy trong khi ta đi tìm mẹ nhé. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào, tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Hãy tìm ở kia xem, còn thấy có gì màu hồng đằng sau tảng đá kìa. Ủa? Chỉ là những trái cây màu hồng. Tiếp tục tìm nào. Mình phải làm gì đây? Con sợ pterosaur sẽ thức dậy mất. Ở kia thì sao? Tìm được cá mập mẹ rồi. Ôi trời, cá mập con, sao con tìm thấy mẹ vậy? Mẹ ơi, ta hãy mau chạy, kẻo pterosaur khổng lồ sẽ thức dậy đó. Pterosaur khổng lồ thức dậy rồi kìa. Ôi không. Các người định chạy đi đâu hả? Công viên giải trí khủng long này giờ đó là của ta rồi. Dừng lại, ta sẽ không cho người đụng đến gia đình của ta đâu. Cái gì? Chúng ta phải cắt lưới bằng hàm răng sắc nhọn của mình. Bà ơi, ông ơi, cảm ơn ông bà. Ta bật trời đó, nhưng các người không thể đánh bại ta đâu. Các bạn hãy cổ vũ gia đình mình để có thể đánh bại quái vật pterosaur nào. Chúng ta đã đuổi được pterosaur bay đi rồi. Cảm ơn rất nhiều. Công viên giải trí khủng long đã yên bình trở lại, tất cả nhờ gia đình cá mập. Đừng quên các bạn của mình nữa. Nhờ các bạn giúp đỡ, mình mới tìm lại được gia đình của mình và bảo vệ công viên giải trí khủng long. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vì vua của các khủng long này, T-Rex, T-Rex là một thợ săn đáng sợ này. Hai ngăn con hai thôi, hơn 40 feet, 20 feet cao, cân nặng 8 tấn. Ôi hai chú cũng không bằng. Yum 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 yum. Tyrannosaurus, Tyrannosaurus, Tyrannosaurus. Vì vua của các khủng long, T-Rex, T-Rex là một thợ săn đáng sợ này. Tay ngắn con hai thôi, răng nhọn ghê, chúng 8 inch dài, trông thật to, ăn 500 bao cũng không vừa. Yum 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 yum. Tyrannosaurus, Tyrannosaurus. Boom boom boom, chicky chicky boom, boom boom boom, thế giới khủng long, yeah! Ôi chào cô khủng long, hai chân quý cô, hai chân là mẹ con phải không cô? Hả? Vì cô có cánh tay ngắn này, là mẹ con phải không cô? Mẹ ơi, cô có phải mẹ con không? Ở trong đây tối quá. Một bé khủng long con vừa ra khỏi trứng.
Sao không tháo ra được? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ của mình đâu? Với một phần vỏ che trên đầu, chú khủng long nhỏ đi vào rừng tìm mẹ. Mình chưa bao giờ gặp mẹ trước đây. Nhưng mình nghĩ tay của mẹ sẽ ngắn như mình. Và mẹ cũng sẽ đi hai chân. Ôi trời, cô rất xin lỗi. Ồ, con không sao. Nhân tiện, cô có đi bằng hai chân không? Dạ, thỉnh thoảng cô đi bốn chân. Nhưng hầu hết thời gian cô đi hai chân. Ồ, thật sao? Con đi trên hai chân như này. Ồ, và chân trước của cô ngắn như tay con. Cô có phải mẹ con không? Không, cô là một Granadon. Con là khủng long gì vậy? Chúng ta xem mặt con thử đi. Hả? Granadon nhanh chóng nhận ra bé khủng long này là loài gì. Dù là khủng long con vẫn thật đáng sợ. Đi đi. Khoan, xin cô cho con biết con là ai. Vậy nhìn mình đáng sợ. Vậy mình đoán mẹ mình cũng đáng sợ. Hả? Có lẽ mình nên lên đó để tìm mẹ. Ngọn núi đang di chuyển. Xin chào, cô là Stegosaurus. Con xuống khỏi lưng cô được không? Con xin lỗi. Bám vào dây trên lưng cô và cẩn thận leo xuống đi. Cảm ơn cô. Cô tốt bụng quá. Nhìn cô đáng sợ, nhưng thật ra cô là một khủng long tốt bụng. Nhìn cô đáng sợ sao? Con cũng bị nói là nhìn con đáng sợ. Vậy có thể nào cô là mẹ con không? Và con có mọc vây trên lưng giống cô lúc con lớn không? Không, con cô sinh ra đã có vây rồi. Con đoán con phải tiếp tục tìm mẹ rồi. Ơi, cô hy vọng con tìm được mẹ. Thằng bé nhìn quen quá. Mình thấy khuôn mặt đó ở đâu trước đây rồi. Ôi trời. Chào khủng long nhỏ. Wow, chú cao quá. Phải, cổ chú cũng dài nữa. Vậy chú có thấy mẹ con không? Mẹ con hả? Ồ, con là... Ôi không, nhanh nhanh chạy đi. Hình như mẹ con đang tìm con, vậy nên mọi người đang chạy trốn. Ồ, thật sao? Nhưng mẹ con là ai? Mẹ con là khủng long đáng sợ và vĩ đại, Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex? Phải, đó là mẹ con, bà ấy đó. Mẹ ơi! Cuối cùng bé khủng long T-Rex đã tìm được mẹ. Răng sắc, chân khỏe và tai ngắn. Các bạn nghĩ sao? Họ có giống nhau không? Khủng long Tyrannosaurus Rex, khủng long ăn cỏ Uranodon, khủng long có vây Stegosaurus, khủng long khổng lồ Diplodocus. Ai là vua của các loài khủng long?
Tôi Spinosaurus. Tôi Tyrannosaurus. Hầm thì thật to, măng gai cánh bùm bóp. Spinosaurus kêu ra ra ra, dầm bàn chân răng rắc hàm, chẳng gì vượt qua hàm cá sâu của tôi. Tôi Spinosaurus. Tôi Tyrannosaurus. Răng sắc nghiêng và vuốt rất mạnh. Dinosaur đã kêu ra ra ra, dầm bàn chân răng rắc hàm, chẳng thể bài được đâu với hàm răng tôi sắc nhọn. Vẫn chưa kết thúc đâu. Boom boom boom, chiki chiki boom 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 boom, thế giới khủng long. Mình xấu xí lắm thế tại sao mà tới đó có ba sừng này, chọc tới suốt đây các bạn mình đây. Mình ước gì bộ sừng này biến mất. Bộ sừng tuyệt vời của Triceratops. Nè các bạn ơi, ra ngoài chơi thôi. Ra ngoài chơi thôi. À, Stegosaurus, đừng bắt chước mình nữa. Đừng bắt chước mình nữa. À, đồ bắt chước. Đồ bắt chước. Đây là Stegosaurus thích pha trò, còn được biết đến là thằng lằn vẹt, vì mỏ của chúng giống mỏ vẹt. Hi, chào mọi người. Chào Maiasaurus. Mọi người muốn chơi gì hôm nay? Chúng ta chơi đánh tên khủng long được không? Mình sẽ kể các đặc điểm và các bạn đánh tên khủng long. Được thôi, mình chơi trò này giỏi lắm đó. Muốn đánh bại mình không dễ đâu. Để rồi xem, cùng chơi thôi. Tráng trúng cho chức vô địch hút đầu. Peggy Cephalosaurus. Nó thật nhanh nhẹn như giống chim. Mái mịt, chắc đi mái mịt. Wow, các bạn giỏi quá. Nhưng cái tên tiếp theo sẽ không dễ đâu. Một con khủng long xấu xí có ba sừng trên mặt. Hả? Ba sừng trên mặt hả? Xấu xí sao? À ha, đó là Triceratops ba sừng. Câu này hài hước quá. Ôi trời, Triceratops đã nghe mọi chuyện. Sao mình xấu quá vậy? Sao mình lại có những chiếc sừng ngu ngốc và vô dụng này? Con yêu, có chuyện gì vậy? Không ai thích con vì những cái sừng này. Con có sừng để làm gì? Những chiếc sừng bảo vệ chúng ta, ngay cả những cái ăn thịt to lớn cũng phải khiếp sợ chúng. Đúng vậy, và sau này bạn của con sẽ trân trọng trái tim tốt bụng của con. Ba mẹ chắc không? Dĩ nhiên. Triceratops lấy hết can đảm và trở lại chỗ của những người bạn. Ngay lúc đó, là Velociraptor. Chạy đi. Các ngươi có thể thử nhưng không thoát đâu. Chúng ta sẽ bắt các ngươi bằng những móng vuốt sắc nhọn. Ôi không. Nè, để bạn của tôi yên. Ngươi từ đâu tới vậy? Ngươi sẽ không thoát được đâu. Triceratops. Quên cậu đi săn hôm nay đi. Wow, Triceratops can đảm đã chống lại bọn Velociraptor. Đừng bao giờ quay lại đây, hoặc các người sẽ hối hận. Đúng vậy, các ngươi sẽ hối hận. Mình chưa bao giờ biết bộ sừng của bạn tuyệt như vậy. Yeah, mình đã biết là chúng rất tuyệt. Không phải bạn nói chúng xấu xí sao? Thì bạn cũng nói vậy mà. Làm gì có. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cứu tụi mình. Và xin lỗi vì đã chọc ghẹo bạn. Chúng ta làm bạn được không? Được, mình thích lắm. Mình rất vui khi giúp được các bạn với bộ sừng này. Và từ đó, các chú khủng long nhỏ trở thành bạn tốt của nhau.
ba sừng Triceratops, nhỏ và nhanh nhẹn Hypsilophodon, giống vẹt Psittacosaurus, mỏ dịch Mayasaura, kẻ cắp xảo quyệt Velociraptor. Bộ giáp ở trên người anh và mình không sợ chú khủng long bào chua. Lên keng lên keng, lên keng lên keng, tới như là một chiến xa. Khủng long chiến xa đây, Ankylosaurus. Ankylo, chú ý nào, 1, 2, 3, 4 bước đều bước, 1, 2, 3, 4 Ankylosaurus cái chùy ở đằng đuôi. Và mình không sợ kẻ săn mồi đâu. Tấn công chúng nó, tấn công chúng đi, đừng đến gần tôi. Khủng long chiến xa đây, Ankylosaurus. Ankylosaurus. Ồ không, tôi đã lạc mất tô trứng. Ở đâu rồi, ở đâu rồi? Quả trứng bé xíu giờ đang nơi đâu? Con của tôi, con ở đâu mất rồi? Thì ra tô trứng đang ở nơi đây. Có ăn trộm, có ăn trộm, có ăn trộm, có ăn trộm. Nào hãy tránh xa tô trứng của tôi. Ờ, tôi không phải kẻ trộm trứng mà. Oviraptor, kẻ trộm trứng. Mình nhớ mình để trứng ở đây mà, ngay đối diện cái cây cao này. Ở đâu rồi nhỉ? Có đây không? À, hay ở kia? Khủng long Protoceratops mẹ đang đi tìm tổ của cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa tìm thấy. Ôi, ôi hoa đẹp quá. Con của mình cũng xinh đẹp như vậy. Chắc là cũng đang ở gần những bông hoa này. Xem nào. Hả? Ôi không, không, không. Tránh ra, tránh ra mau. Cô đang làm gì ở đây? Cô đang định lấy trộm trứng của tôi hả? Cái gì cơ? Đây là tổ của tôi mà. Có thể cô ấy không phải là ăn trộm. Không không, chắc chắn là trộm. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có kẻ trộm trứng ở đây. Khi nghe khủng long Protoceratops kêu lên, tất cả khủng long lần lượt kéo đến. Có chuyện gì vậy? Ôi không. Tên trộm này nè, cô ta định trộm trứng của tôi trong lúc tôi đang đi tìm nước uống đó. Cô thật sự là kẻ trộm trứng sao? Wow, cô chắc chắn là kẻ trộm trứng rồi. Không, không phải như vậy đâu. Làm ơn, nghe tôi nói đã. Tại sao chúng tôi phải nghe cô chứ? Cô đúng là kẻ trộm trứng rồi. Không, không phải đâu. Đây là trứng của tôi mà. Thật không tin nổi. Giờ cô còn nói đây là trứng của cô hả? Ngay lúc đó, Troodon xuất hiện. Loài Troodon được biết đến là loài khủng long thông minh nhất. Có chuyện gì ồn ào vậy? Tôi bắt quả tang cô ta trộm trứng của tôi, vậy mà giờ cô ta nói đây là trứng của cô ta. Không đúng đâu. Cô ta đột nhiên xuất hiện rồi gọi tôi là kẻ trộm mà. Trong trường hợp này, ta cần suy nghĩ. Để xem nào. À, tôi có ý này. Ở đây có 10 quả trứng, vậy ta chia mỗi người 5 quả nha. Hả? Bình tĩnh, tôi sẽ chia công bằng cho hai cô. Ôi không, không được.
Trứng có thể bị bể nếu như ông làm như vậy đó. Ta nên làm gì đây? Bởi vì ta có 10 quả trứng và 2 người mẹ. Cách này là tốt nhất rồi. Vậy các cô còn ý nào hay hơn không? Thôi, cứ lấy đi. Tất nhiên, vì đâu phải trứng của cô đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Phải trứng của cô ấy đâu. Tôi hiểu rồi. Bởi vì cô biết lo cho sự an toàn của những quả trứng, nên cô chắc chắn là mẹ của chúng. Vậy, còn tôi thì sao? Tôi cũng là mẹ mà. Tôi cũng sợ con của mình bị đau vậy. Nhưng cô không thể hiện sự quả quyết bảo vệ trứng như vậy. Thôi thì hãy để thời gian giải quyết nha. Và ngay thời điểm đó, những quả trứng bắt đầu nở ra. Thấy không, mọi người còn nghĩ tôi là kẻ trộm trứng nữa không? Chúng rất giống tôi, vì chúng là con của tôi mà. Tôi xin lỗi. Vậy còn trứng của tôi đâu? Mọi người đây rồi. Mẹ khủng long Rhodoceratops đâu rồi? Hả? Cô làm gì ở đây vậy? Trứng của cô nở ra rồi kìa, ở dưới gốc cây bạch quả. Nhanh nào. Hả? Cây bạch quả? Anh được rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Ôi con ơi, mẹ yêu các con nhiều lắm. Đúng vậy, Oviraptor không phải kẻ trộm trứng. Cô ấy là một người mẹ. Những bé khủng long Protoceratops cũng sẽ sớm gặp được mẹ thôi. Trông giống như tê giác Protoceratops, khủng long đầu chim Oviraptor, khủng long thông thái Trudon, nhỏ và nhanh Hypsilophodon, có chiếc đầu to Pachycephalosaurus. Một hai ba, một hai ba, ba sừng Triceratops. Sườn khu rừng kia đây, Triceratops ở đó. Và tất cả khủng long, họ đều sợ tôi. Rất to với ba cái sừng. Sừng ở trên mặt tôi ba cái trên mặt tôi, nhưng chớ có sợ tôi. Một hai ba, một hai ba, ba sừng Triceratops. Sườn khu rừng kia đây, Triceratops ở đó. Và tất cả khủng long, họ đều yêu tôi. Với các tấm xương tổ ong. Cùng các tấm xương ở trên mặt tôi có tấm xương trông giống như vương miện, phải vậy không? Mình là T-Rex, mình thật nhút nhát, khi mọi thứ thân là đang sợ. Ôi tiếng soạt soạt và cả tiếng gió, một cái bóng quái dị và khổng lồ. Mình là T-Rex, mình thật nhút nhát, khi mọi thứ thân là đang sợ. Đến một ngày mình sẽ cao lên rất nhiều, liệu có thể trở thành vua khủng long? Hey, khủng long T-Rex còn nhút nhát. Hai mẹ con khủng long T-Rex đang ra ngoài để đi săn cùng nhau. Nhưng trông khủng long con có vẻ rất sợ hãi. Nào! Mẹ ơi, con không làm được đâu. Làm sao với hàm răng nhỏ bé này con có thể cắn một con khủng long to hơn mình chứ? Con sợ quá. Con làm được mà, hãy thử nào. Wow!
gì thế này? Chỉ là một bé khủng long con. Thôi, mình hãy đi tìm cỏ ăn thêm nào. Ôi trời, khủng long T-Rex con sợ rất nhiều thứ, kể cả những thứ nhỏ nhặt cũng làm bạn ấy giật mình. Mẹ khủng long vẫn nhớ có lần. Mẹ ơi, cứu con! Có một con khủng long to đang muốn tấn công con kìa! Chỉ là những người bạn khủng long Mosasaurus thôi mà con. Đó là khủng long Abatosaurus. Bạn ấy rất to lớn nhưng mà lại rất hiền lành và chỉ ăn cỏ thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, khủng long đáng sợ đang bay lượn trên kia kìa. Lỡ như chúng thổi bay mình bằng một cú quạt cánh thì sao? Đó là Pteranodon, là thằng lằn bay đó con. T-Rex là vua của loài khủng long mà. Mình phải giúp cho khủng long con can đảm hơn mới được. Con yêu à, con không thể quanh quẩn bên mẹ mãi được. Con là một loài khủng long ăn thịt mạnh mẽ. Hãy cho mọi người thấy sức mạnh của con đi nào. Con không được đâu. Con không thể tự làm mọi thứ được đâu. Con sẽ biết cách làm tốt thôi. Con là T-Rex, là vua của loài khủng long mà. Khủng long mẹ để cho khủng long con đi thật xa. Chắc ở bãi biển sẽ không có ai đâu nhỉ. Cái gì kia? Chạy nhanh thôi! Hả? Mình chạy xa đến vậy sao? Hả? Mình chạy cũng khá nhanh đó chứ. Hay do hai chân sau của mình khỏe? Để mình chạy thử lại xem nào. Hả? Là khủng long T-Rex. Mọi người chạy mau đi. Hả? Họ sợ mình sao? Khủng long con lấy hết can đảm để leo lên ngọn núi đá treo leo. Hả? Họ nói mình đáng sợ sao? Mình nghĩ tiếng gầm của mình cũng to đó. Mình có vẻ thật sự mạnh mẽ. Nhưng mà mình bắt đầu thấy đói rồi. Hả? Mình nên thử đi săn thôi. Khủng long con T-Rex dũng cảm đây. Vui quá, khủng long con bắt đầu mạnh mẽ hơn rồi. Khủng long con T-Rex dũng cảm. Rồi mai, khủng long con sẽ trở thành một kẻ săn mồi tuyệt vời. Khổng lồ Tyrannosaurus Rex, khủng long cổ dài Brachiosaurus, khủng long tí hơn Musaurus, khủng long ăn cỏ khổng lồ Abatosaurus, chiếc mỏ dài Pteranodon. Hey ho, Brachio, đi thôi nào bạn ơi. Đi thôi nào bạn ơi. Tôi đây là Brachiosaurus, chúng tôi đi theo nhóm. Lớn to Rachel, bé xinh giống loài mèo.
đây là Brachiosaurus. Ăn và ăn luôn không ngơi nghi. Có đói tôi ăn này bạn ơi, nuốt xuống ăn ngay vẫn còn đói. Hey ho Brachio, đi thôi nào bạn ơi. Hey ho Brachio, đi thôi nào bạn ơi. Ai là vua của loài khủng long đây? Ta, Spinosaurus. Ta, Tyrannosaurus. Bộ hàm thật to, nhai. Lưng có gai, nhọn. Và Spinosaurus gầm vang nè. Người vừa nói gì? Răng sắc, nghiêng. Hàm khỏe, nhai. Tyrannosaurus gầm vang nè. Vẫn chưa xong đâu nha. Spinosaurus đại chiến Tyrannosaurus Rex. Ta là Tyrannosaurus Rex đây, thế sang mọi số một thế giới. Răng của ta rất lợi hại đó nha. Hôm nay ta sẽ ăn gì đây? Trong lúc đang tìm thức ăn thì Pteranodon xuất hiện trước mặt T-Rex. Số một thế giới sao? Nhưng tôi vừa nghe Spinosaurus nói bạn ấy mới là kẻ săn mồi giỏi nhất mà. Cái gì? Spinosaurus hả? Đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Bạn ấy đi săn rất giỏi, đã săn được một mẻ cá rất to. Không thể nào, ta phải tự mình đi xem mới được. Wow. Là tôi đây, Spinosaurus. Bắt cá là việc dễ như ăn bánh vậy. Một nè, hai nè, ba nè. Đây đúng là tên mà Pteranodon đã nói tới. Này tên kia, người có phải là Spinosaurus giỏi săn bắt không? Ta vừa được nghe danh người. Đúng. Ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta? Ta là vua khủng long đây. Ha 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 ha. Vua khủng long? Ngươi nghĩ bắt được nhiều cá như vậy là có thể trở thành vua khủng long sao? Ha 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 ha. Ta mới là vua khủng long thứ thiệt đây, Tyrannosaurus Rex. Hả? Được thôi, cùng thi tài xem ai giỏi hơn nào. Ai bắt được nhiều cá hơn sẽ trở thành vua khủng long thật sự. Ha, quá đơn giản. Yeah, yeah, yeah. Sao mình không bắt được gì hết? Thử lại xem nào. Cứu ta, cứu ta. Lại đây. Yeah. Người thấy chưa? Ta mới là vua khủng long vĩ đại nhất đây. Không, cái này không tính. Người thường đi săn dưới nước rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên ta bắt cá. Hãy đấu lại một trận nữa ở trong khu rừng kia. Nếu người thắng, ta sẽ nhận thất bại. Ha ha, người sẽ không thắng được ta đâu. Ai là người chạy tới chỗ cái cây lớn kia trước sẽ chiến thắng, rõ chưa? Chả có gì khó khăn. Ta sẽ tới đó trước, người chờ xem. Khi nào ta nói chạy, ta sẽ bắt đầu chạy nha. Sẵn sàng, chạy. Sao người chạy nhanh vậy hả? Người thấy chân sau của ta có khỏe không? Việc này chả là gì. Ta thắng rồi. Không thể nào. Ta đã thắng trong trận bắt cá rồi. Ta mới chính là vua. Hả? Người chạy chậm hơn ta mà. Người vật vã ở dưới nước với đôi tàn hắn ngủng kia. Ta là vua. Không, ta mới là người chiến thắng. Ta mới đúng. Ta là vua. Được rồi, ai chạy tới chỗ của Pteranodon trước sẽ giành chiến thắng. Người thấy sao nào? Dễ ợt.
bắt đầu nào. Ta sẽ bắt được ngươi. Đừng hòng, ta sẽ tới đó trước. Thế nhưng các ngươi nghĩ có thể bắt được ta sao? Đừng có mơ. Ôi không, có chuyện gì vậy? Hãy chịu thua đi. Ta chính là vua khủng long. Không, ta mới đúng. Người đúng là ngoan cố. Được thôi, hãy đấu lại nào. Người nghĩ ta sợ sao? Ta là vua. Thật là bó tay. Ôi không, đến khi nào cuộc chiến giành danh hiệu vua khủng long mới kết thúc đây? Thằng lằn khổng lồ Tyrannosaurus Rex, thợ săn cá Spinosaurus, chiếc mỏ dài Pteranodon. Chào, tôi là khủng long Iguanodon. Đến giờ ăn sáng rồi. Nay tôi làm đầu bếp, làm ra món đặc biệt đây. Lá cây tươi ngon, tươi ngon tuyệt vời. Còn gì ngon hơn lá cây? Wow, ngon thiệt là ngon luôn. Lá cây tươi ngon tuyệt vời. Nhìn màu xanh thật ngon. Tôi là khủng long Anisomimus. Tới giờ ăn trưa rồi. Nay tôi làm đầu bếp, làm ra món đặc biệt đây. Rất ngon nha, ngon nha, ngon tuyệt vời. Nhìn bò thật là ngon. Ồ, bữa ăn tuyệt vời. Rất ngon nha, ngon nha, ngon tuyệt vời. Bò ngon ngay thật ngon. Chào, tôi là khủng long Tyrannosaurus. Tới giờ ăn tối rồi. Nay tôi làm đầu bếp, làm ra món đặc biệt đây. Rất ngon nha, ngon nha, ngon tuyệt vời. Nhìn thịt thật là ngon. Vị thật tuyệt. Rất ngon nha, ngon nha, ngon tuyệt vời. Kìa thịt dài ngon nhất. Thêm thịt nữa đi. Bum bum bum, chiki chiki bum 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 bum. Thế giới khủng long. Mình bay, bay thật nhanh trên trời. Bay sang phải, đây, bay sang trái, kia. Là ta vị vua, vua của bầu trời. Ta, Pteranodon. Pteranodon, khủng long lắm lời. Chào, mình là Pteranodon. Và mình săn cá. Mình xà xuống từ bầu trời để tìm con mồi. Mình giang cánh ra như vậy, rồi lao xuống biển để bắt cá. Nè, Tera, khi nào bạn mới ngừng nói và bắt đầu đi săn? Nhớ là săn mồi là hành động, không phải lời nói. Bạn ấy lại cằn nhằn mình nữa rồi. Vậy mình đi đây, hẹn gặp lại. Tera nở đợt, sải cánh và bay cao lên trời. Swoosh. Không ai bay giỏi hơn mình. Sarah, bạn có sao không? Ouch. Cẩn thận, cánh của chúng ta rất mỏng. Nếu bị rách, chúng ta không thể bay được nữa đâu. Yeah, yeah, mình biết rồi. Ôi trời, bạn ấy phiền quá. Oh-ho. Tìm thấy con mồi rồi. Thành công. Và một con nữa. Pteranodon bắt được rất nhiều cá. Nhưng có ai đó cũng đang săn mồi bên bờ biển. Với móng vuốt to và cong như lưới câu, ta là Baryonyx.
Ra! Ta bắt ngồi với móng vuốt lưỡi câu. Ta là vua của tất cả thợ săn. Ôi! Móng của tôi! Theranodon ngậm một núi cá trong miệng và đậu trên một cái cây gần đó. Cuộc săn của Terra hôm nay thành công quá. Sao ta không bắt được gì hết vậy? Ôi, đói bụng quá. Mình không chờ được. Hả? Âm thanh gì vậy? Không biết Terra có cho mình một con cá không? Chào, Terra. Chào, Baryonyx. Sao bạn có thể săn mồi giỏi vậy? Dù không có răng sắt hay móng vuốt. Vì mình có cái mỏ dài này. Chờ một chút. Nghe đâu mọi người nói bạn có những câu chuyện rất hay. Mình muốn nghe chúng. Bạn nghe vậy thật hả? Được rồi, mình có thể kể một câu chuyện. Bạn có bao giờ thấy hai Tyrannosaurus đánh nhau chưa? Mình thấy rồi. Khi họ mở miệng, hàm của họ rất lớn. Chuyện vui thật đó. Nè Terra, miệng của bạn cũng rất lớn đó. Phải, mình cũng thấy vậy. Để xem bạn có thể mở miệng rộng tới đâu. Wow, lớn vậy sao? Bạn mở lớn hơn được không? Con lớn hơn T-Rex không hả? Cảm ơn vì bữa ăn cá ngon lắm. Bạn đúng là một người kể chuyện tuyệt vời. Baryonyx. Đó là cá của mình. Tội nghiệp Theranodon, bụng vẫn đói mà không có cá. Mỏ dài Theranodon, vuốt lưỡi câu Baryonyx. Ai là mùi ngon? Chúng rất lớn, răng ta đi. Chúng rất cứng, răng ta đi. Các người mong chi tránh xa được ta. Tyrannosaurus Rex. Ta săn mùi vô địch. Tyrannosaurus Rex. Kế tiếp ai là mùi ngon? Mắt sáng quắc xem đây. Mùi rất tinh xem đây. Trông vô trong hàng được sao? Có rất nhiều răng nhỏ. Lại rất là cao lớn. T-Rex. Và vô cùng đáng sợ. T-Rex. Tyrannosaurus Rex. Ta săn mồi vô địch. Tyrannosaurus Rex. Kế tiếp ai là mồi ngon? Đất lung dưới bước chân ta. Rất khi thế thì ta gầm. Đố ai không đúng khi đứng trước mặt ta. Đố ai không đúng khi bum 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 rum tum tum bum 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 rum tum tum. Rất mạnh với cái đầu Bacchicephalosaurus. Học sao anh cưng dậy, anh hút cái đầu, hút hút để cho sưng đầu. Bum, mình là vua, là vua của những cái hút đầu. Này, có ngon lại đây, chiến nào, hút cho đến sưng cái đầu. Cái đầu, hút
vua, là vua của những cái hung đầu. Cậu biết tớ là ai không? Pachycephalosaurus, hung cho nên sừng cài đầu. Yeah! Ồ, những con khủng long kìa. Khủng long hả? Ồ, lá che ngang mặt, giấu mất cái gì? Tôi đây mang ba sừng luôn, biết ai chưa? Tôi là khủng long Triceratops, nhìn mặt tôi luôn có ba sừng. Lắc lắc. Ồ, lá che ngang đầu, giấu mất cái gì? Tôi đây mang thêm màu to, biết ai chưa? Tôi là khủng long Paraparasaurolophus, nhìn màu tôi đang hát trên đầu. Bú bú. Wow, thật là tuyệt vời. Ồ, lá che đuôi rồi, giấu mất cái gì? Tôi luôn mang cây chùy theo, biết ai chưa? Tôi là khủng long Ankylosaurus, nhìn chùy thiệt to ở trên đùi. Vút vút. Wow, khủng long. Dậm chân khủng long này. Diplodocus. Một chú khủng long to bự ở đây. Diplodocus. Dậm đôi chân mạnh, dậm chân dậm xuống đây. Hãy lắc lư thân mình bằng đi, lắc lư lắc lư lắc lư. Một chú khủng long to bự ở đây, Diplodocus. Đã đến lúc ngừng lắc lư rồi. Lắc lắc lắc. Một chú khủng long to bự ở đây, Diplodocus. Vè vẫy đuôi dài, anh vè vẫy cái đuôi. Vẫy cái đuôi nào cùng nhau vẫy vẫy. Một chú khủng long to bự ở đây, Diplodocus. Mình là loài khủng long đáng sợ nhất nè, là mình đây, Allosaurus. Mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy mình. Mình tới đây, Allosaurus đây. Mình là loài khủng long khỏe mạnh nhất nè, là mình đây, Allosaurus. Mặc dù mình nhỏ bé nhưng sẽ có ngày trở thành một thợ săn rất hay rất tài. Rawr! Mình là khủng long Allosaurus. Trong khu rừng của loài khủng long Allosaurus, các bạn nhỏ khủng long đang tập hợp lại. Có chuyện gì đây? Mẹ mình dặn đừng bao giờ ra khỏi khu rừng, bởi vì ngoài kia có rất nhiều khủng long đáng sợ. Thôi nào, thôi nào. Loài Allosaurus chúng ta là đáng sợ nhất trên thế giới rồi còn gì. Không đâu, mình nghe nói có nhiều loài còn mạnh hơn đó. Không đâu. Nếu mà ngoài kia có khủng long nào mạnh hơn thì mình sẽ vào và tiêu diệt chúng ngay. Vậy sợ gì mà không đi chứ? Mình không đi đâu. Mình cũng không muốn đâu. Mấy bạn nhát gan quá. Được rồi, mình sẽ đi một mình. Phải làm gì đây? Mình nghĩ bạn ấy đi thật kìa. Có nên ngăn bạn ấy lại không? Bạn nhỏ Allosaurus đi ra khỏi khu rừng và gặp Spinosaurus ở bờ biển. Ta là khủng long Allosaurus vĩ đại đây. Ngươi là ai? Ta là Spinosaurus. Ta đang bắt cá nên nhỏ tiếng lại chút đi. Mình sẽ cho hắn ta thấy mình bắt cá giỏi như thế nào. Nhìn cho kỹ nè, đây mới là cách bắt cá. Cứu với! Ngươi còn không biết bắt cá là gì nữa? Ngươi định cho ta coi cái gì? Ha!
Đây mới là cách bắt cá nè. Giờ thì có muốn xuống nước lại không hả? Đôi không khác. Lần sau nha. Ôi, mình bắt đầu thấy đói rồi. Phải ăn cái gì mới được. Allosaurus đang rất đói bụng. Ôi, bạn ấy đi loanh quanh và thấy Carcharodontosaurus đang đi săn. Mình sẽ lấy thức ăn của hắn ta. Ta đói rồi, đưa thịt cho ta mau. Ta sẽ cắn cổ ngươi nếu không đưa cho ta đó. Ta là khủng long Allosaurus vĩ đại. Ta đói rồi, đưa thức ăn ra đây. Thằng nhóc này chả đáng sợ gì hết. Ngươi không hiểu ta đang nói gì sao? Ngươi coi chừng ta đó. Nhìn mấy cái răng đó kìa. Lần này ta chỉ cảnh cáo nhóc thôi đó. Biến đi. Vâng ạ, chúc ăn ngon miệng ạ. Mình không thể trở về như vậy được. Bây giờ gặp ai nữa, mình sẽ cho họ thấy mình mạnh và đáng sợ như thế nào. Ta là khủng long Allosaurus mạnh nhất đây. Ngươi là ai? Ta là Tyrannosaurus, loài thằn lằn khổng lồ đây. Thằn lằn khổng lồ sao? Nhưng sao cái tai ngắn và chỉ có hai cặp móng vuốt vậy? Dễ thương quá. Sao? Dễ thương hả? Ta sẽ cho người thấy cái đuôi uy lực và hàm răng sắc nhọn này. Đáng sợ quá đi. Ngài khủng long ơi, tôi không có ý đấu với ngài đâu. Khủng long Allosaurus xấu hổ quay trở lại khu rừng với bạn bè của mình. Bạn về rồi, bạn có thấy khủng long nào không? Có. Bạn ổn chứ? Trông bạn mệt mỏi quá vậy. Mình hả? Đâu có. Mình là Allosaurus tối cao, mình mạnh mẽ và đáng sợ mà. Vậy mà dẫn mình theo với. Mình nữa, mình muốn đi ra khỏi khu rừng từ lâu rồi. Không, chưa được đâu. Chúng mình còn nhỏ bé quá, khi nào lớn hơn một tí thì hãy đi nhé. Đúng vậy, các bạn ấy còn quá nhỏ. Nhưng rồi đây sẽ sớm trở nên mạnh mẽ và đáng sợ thôi. Kẻ săn mồi số 1, Allosaurus. Thợ săn cá, Spinosaurus. Thằn lằn khổng lồ, Tyrannosaurus Rex. Răng cá mập, Carcharodontosaurus. Hãy làm theo khủng long nha. Hãy làm theo khủng long nha. Lắc, lục lắc, đầu lắc, lắc. Dậm chân, dậm chân nào. Đông đưa, đông đưa đuôi nào phải trái. Hãy làm theo khủng long nào. Oh yeah. Hãy làm theo khủng long nha. Hãy làm theo khủng long nha. Săn cừ khô ta đây, Tyrannosaurus. Răng đây rất to, đôi chân mạnh.
không an toàn đâu. Là ông vua đi săn T-Rex. Nhật ký của T-Rex. Vua đi săn. Hôm nay mình ăn gì nhỉ? T-Rex, tên thợ săn đáng sợ đang tìm kiếm con mồi của mình. Hả? Con khủng long đó to lớn hơn mình. Nhưng không sao, ta là T-Rex. Ra, ngươi sẽ làm một bữa ăn ngon. Cái gì? Anh muốn ăn tôi sao? Tôi là Abatosaurus. Cơ thể tôi khổng lồ và tôi đi theo đàn. Anh không thể săn tôi. Nghĩ kỹ lại thì mình không muốn bị giẫm nát bởi những bàn chân to lớn đó, hoặc bị quất bởi cái đuôi dài đó. Vậy ta sẽ đi. Ta sẽ săn thứ gì khác. Nhìn con khủng long đầu nhỏ đó kìa, nó giống như một bữa ăn hoàn hảo. Anh làm tôi sợ đó. Ta đần đuổi và ta sẽ ăn ngươi. Thật vậy sao? Tới và thử đi. À, đầu của ta. Tôi là Ankylosaurus. Anh thấy sao khi vừa bị đuôi của tôi quật trúng? Muốn một cú nữa không? Ồ, thật sự đau đó. Không, cảm ơn. Sao tìm thứ gì đó để ăn khó quá vậy? Mình đói quá. Mình sẽ ăn bất cứ thứ gì mình gặp tiếp theo. Có một con khủng long. Lần này ta sẽ lén tấn công nó. Tên này không thông minh lắm, nó vẫn chưa phát hiện ra mình ở đây. Răng của ta chúng gãy hết rồi. Anh nghĩ dễ ăn được tôi hả? Lưng của tôi cứng như thép. Tôi là Edmontonia. Ai biết lưng của khủng long có thể cứng như vậy? Răng ta. Hôm nay làm sao vậy? Sao không có gì thuận lợi hết? Mình chết đói mất. Bây giờ nhìn con khủng long nhỏ dễ thương đó kìa. Nhom nhom, nhìn ngươi ngon quá. Ôi ôi không, là Tyrannosaurus, chạy đi. Mình có thể thoát được nếu chui vào cái lỗ đằng kia. Mình an toàn rồi. Nè, tên kia, ra khỏi đó ngay. Tên hèn nhát. Nếu tôi ra ngoài, anh sẽ ăn thịt tôi. Vậy tôi ra làm gì? Khủng long nhỏ như tôi không thể chống lại anh. Vậy nên chúng tôi chạy trốn. Được thôi, ta sẽ đợi đến khi ngươi ra ngoài. Ta sẽ ăn thịt ngươi trước khi hết hôm nay. Mình có thật là một thợ săn không? Tội nghiệp T-Rex, bạn sẽ đợi đến bao giờ? Vua của khủng long, Tyrannosaurus Rex, loài ăn cỏ khổng lồ, Apatosaurus, đực con gai, Ankylosaurus, thân bọc giáp, Edmontonia, nhỏ và nhanh, Hypsilophodon.
La 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 la, Elasmosaurus. La 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 la, nhà ở biển xanh. Tôi thích được bơi, chẳng bơi nhanh. Tôi thích đạp chân, nhanh rất nhanh. Bốn mái chèo thần tốc bơi đi. Đại dương xanh, nơi đây mình ở đây. Đại dương xanh, nơi đây nơi mình yêu. Làm tung tóe ở ngoài biển xanh, làm tung tóe ở ngoài biển xanh. Bắt cá mình yêu, bắt bắt đi. Tôi thích được ăn mắm mắm mắm. Cô dạy mình bắt cá ăn ngon lắm. Đại dương xanh, nơi đây mình ở đây. Đại dương xanh, nơi đây tớ rất yêu. Đại dương xanh, nơi đây mình ở đây. Đại dương xanh của tôi, nơi mình yêu. Boom boom boom, chiki chiki boom 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 boom. Thế giới khủng long. Bỏ con một mình, an toàn của con là ưu tiên hàng đầu. Không ai tốt hơn chúng tôi. Tình yêu của bà mẹ Maya Sara. Một buổi chiều ấm áp nhiều nắng, và các bà mẹ Maya Sara tập trung lại chăm sóc con của họ. Ô, ôi trời, chắc mình vừa ngủ quên. Hình như đêm qua chị không ngủ, mẹ Maya. Đúng vậy, tôi bận chăm sóc quả trứng. Mẹ ơi, con đói. Đúng là con đói rồi. Con ăn hết lá mẹ hái hôm qua chưa? Mẹ ơi, con đi tìm thức ăn được không? Không, không. Con không biết trong rừng khủng long nguy hiểm ra sao hả? Đúng vậy. Quá nguy hiểm để khủng long con vào rừng một mình. Đúng vậy. Nên không được vào rừng một mình. Đúng, không đi một mình. Mẹ Maya, tôi sẽ xem chừng bọn trẻ, cô vào rừng đi. Được rồi, cảm ơn. Maya con yêu, xem chừng quả trứng đến khi mẹ về được không? Dạ được, thưa mẹ. Nè, con của cô may dù đang chạy vào trong rừng. Cái gì? Ôi trời, thật lộn xộn. Tôi sẽ nhanh chân chạy theo bác Mai Du về. Mai Gia con yêu, con ở đây một chút được không? Dạ được, không cần lo cho con. Mình chán quá. Khi nào em nó mới nở đây? Ủa? Vui quá. Tiếp đi, nhanh lên. Và ra khỏi vỏ đi. Hả? Ôi không. Nếu mình làm mất quả trứng, mình sẽ gặp rắc rối. Phải nhanh tìm nó thôi. Maya lấy hết can đảm và đi vào rừng. Mình ổn, mình không sợ gì hết. Ouch. Mẹ, mẹ ơi. Maya, con có sao không? Còn quả trứng đâu? Hả? Có ai trộm trứng rồi hả? Dạ phải. Ôi không, Maya vừa nói dối mẹ. Ôi trời, chúng ta làm gì đây? Kẻ trộm có mào trên đầu không? Hắn có mỏ ngắn với chân cong không? Con chắc chắn là một Obiraptor. Tên trộm trứng. Maya con yêu, ở yên đây. Mẹ sẽ đi lấy trứng về. Không được, nguy hiểm lắm. Mẹ phải lấy trứng lại trước khi có chuyện xảy ra. Chuyện gì vậy? Có gì sao?
trứng của tôi. Trứng của cô? Nó ngay đây. Là của cô phải không? Ồ, đúng rồi. Cô tìm thấy ở đâu vậy? Tôi đi tìm Mayu. Và đột nhiên trứng của cô lăn tới. Tôi biết đó là trứng của cô. Maya nói Oviraptor đã lấy trứng chạy vào rừng. Cái gì? Oviraptor? Thật ra quả trứng chỉ lăn đi mất vào rừng. Con xin lỗi. Ồ, chào. Quan trọng nhất là không ai bị thương. Maya, con nhớ không được đi vào rừng một mình lần nữa. Và không nói dối nữa. Con xin lỗi. Con sẽ không làm vậy nữa. Con là khủng long quan trọng nhất với mẹ trên đời. Hiểu không? Mẹ yêu con rất nhiều. Đúng là một gia đình Maya Sora đáng yêu. Họ hạnh phúc chưa kìa? Khủng long mẹ tốt, Maya Sora. Yo, mình bay nhanh lắm, trong không trung bay sang trái, bay sang phải. Vị vua trời xanh vĩ đại ở đây. Serra, Serra, Serranado. Bầu trời thật cao nha, Serranado. Và cùng đôi cánh bay cao. Nào nào bay, bay lên cao. Tôi đây ông vua của bầu trời. Vù vù bay, Serranado. Vù vù bay, Serranado. Vù vù bay, Serranado. Tôi đây ông vua của bầu trời. Ở đại dương có Serranadon. Và cùng đôi cánh bay cao. Thật là ngon là ngon. Bắt cá rất là ngon. Tôi bắt cá ăn mỗi ngày. Vù vù bay Serranadon. Vù vù bay Serranadon. Vù vù bay Serranadon. Tôi đây bắt cá mỗi ngày. Xem đây chúng tôi khủng long bốn chân. Nào mình cùng đi nhé, nào mình cùng đi nhé. Chu du khắp nơi kiếm ăn suốt ngày. Có nhiều thứ để ăn quá. Chuẩn bị, sẵn sàng, đi. Bước nào nhanh chân bước đi. Mất đất trung khi đều bước ta dần. Và rồi nhịp nhàng đuôi to ta lắc. Xem đây chúng tôi khủng long bốn chân. Nào mình cùng đi nhé, nào mình cùng đi nhé. Xem đây chúng tôi khủng long hai chân. Nào mình cùng đi nhé, nào mình cùng đi nhé. Tung tăng khắp nơi vui chơi suốt ngày. Đi xem pháo hoa đang bắn thôi. Chuẩn bị, sẵn sàng, đi. Đưa nào nhanh chân nhé, đưa. Xem ai dây cao hơn là chúng tôi nè. Ta cùng nhau nhịp chân và lắc theo điệu nhạc. Xem đây chúng tôi khủng long hai chân. Ở đây Maya làm cho các bé yêu luôn an toàn. Ô, trứng của tôi đang nở. Em bé thật là đáng yêu quá đi. Mẹ của cả con Maya. Tuyệt, tuyệt, tuyệt vời quá, mẹ tuyệt vời. Còn đây Maya Saurus ở đây. Khủng long vẫn còn sống thì sẽ như thế nào ta? Lửa cháy rồi! Cứu tôi với, người khủng long ơi! Nhờ Brachiosaurus kia có
tôi có thể cứu hóa giúp người với cái cổ rất dài. Nhờ Brachiosaurus kia còn thì hay. Lính cứu hỏa đây. Nhờ Trudon kia còn thì sao? Nhờ Trudon kia còn thì sao? Tôi có thể đứng lớp giám bài với trí thông minh này. Nhờ Trudon kia còn thì hay. Nín đi con yêu, đừng khóc nữa. Giúp tôi với người khủng long mới. Nhờ Mayasaurus kia còn thì sao? Nhờ Mayasaurus kia còn thì sao? Tôi có thể giữ trẻ suốt ngày bởi tin tôi vẫn luôn hiền từ. Nhờ Mayasaurus kia còn thì hay. Hoàn thành nhiệm vụ. Bùm bùm bùm, thế giới khủng long, yeah! Này khủng long con, đến giờ mình đang thôi, đồ ăn ngon đến ngay đây rồi. Wow! Thật xanh lá giòn tươi, cùng trái cây với bò ngon giòn. Lá ngon, trái cây ngon, bò rất ngon. Không, không, con đói quá. Cho khủng long con ăn. Trời mưa trong rừng khủng long đã nhiều ngày. Các con, ra đây đi. Cuối cùng mặt trời lên rồi. Ai, khu rừng của chúng ta thật lộn xộn. Khi nào chúng ta mới dọn dẹp xong khu rừng đây? À, có chuyện gì vậy? Ôi trời, một chú khủng long con. Một chú khủng long con. Ôi trời, bé dễ thương quá. Quá, bé nghe quá. Hình như chân bé bị thương rồi. Tội nghiệp. Con đói quá. Con đói hả? Ôi không, được rồi. Chúng ta sẽ mang thức ăn cho con. Chúng ta hả? Dạ, chắc là được. Thằng bé nhìn hơi đáng sợ. Nè bé con, chúng ta đem trái cây tới nè. Em sẽ thích món này lắm. Sao em không ăn? Ăn đi. Thử đi. À, anh vất vả lắm mới hái được đó. Sao nó không chịu ăn nhỉ? Được rồi. Còn mấy con bọ chị mang đến thì sao? Bọ rất bổ dưỡng và vị rất ngon. Chúng rất là ngon. Em ăn thử đi. Ăn như vậy nè. Nhầm 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 nhầm. Nhầm 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 nhầm. Cô mang đến chút thức ăn. Đây, ăn lá xanh đi. Con nghĩ sao? Không thấy ngon hả? Sao con không ăn? Em ấy không ăn trái cây hay sâu bọ tụi con mang tới. Các con phải cho khủng long săn mồi ăn thịt. Hả? Bác Trudon thông thái. Với một cặp sừng, răng nhọn, móng vuốt sắc và đuôi khỏe, chú khủng long này là... Cái gì? Một Allosaurus? Đúng vậy. Đây là một bé khủng long ăn thịt Allosaurus. Nếu không tin, để bắt cho xem. Ồ, bé khủng long, ăn rồi kìa. Nếu thằng bé thật sự là Allosaurus, chúng ta nên đưa nó đi. Thằng bé vẫn còn nhỏ nên không nguy hiểm đâu. Đúng vậy, hơn nữa, chân bé bị thương rồi. Chúng ta không thể bỏ mặc thằng bé như vậy. Nhưng nếu mẹ thằng bé tới tìm nó thì sao? Như vậy thì sao? Hả?
đây là rừng của Allosaurus hả? Lạnh mà đáng sợ quá. Cứ để thằng bé ở đây, đi thôi. Nè bé con, nếu con đợi ở đây, mẹ con sẽ tới tìm con. Và lúc em lớn lên, đừng quên chúng ta. Chị là Ornithomimus và... Được rồi, được rồi. Đi thôi, ra khỏi đây thôi. Tạm biệt bé con. Những chú khủng long tốt bụng đưa người bạn nhỏ Allosaurus của mình về rừng. Anh bạn nhỏ, sống khỏe và lớn lên mạnh mẽ nhé. Ornithomimus. Phần đầu cứng cáp Styracosaurus. Có mào trên đầu Parasaurolophus. Bộ não to Jordan. Thở săn hung tợn Allosaurus. Chào mừng đến với buổi hòa nhạc Parasaurolophus. Chương trình được bắt đầu. Đầu anh có cây mào Parasaurolophus. Là mình đây nhạc sĩ này. Tôi có thể chơi tốt. Hỏi tâm xương như càng to tí tuê tuê. Hãy chơi và hãy hỏi lên đi to to tuê tuê. Đầu của anh có cây mào Parasaurolophus. Bọn mình đây với ban nhạc, chúng tôi chơi tốt. Hỏi tâm xương như càng to tí tuê tuê. Hãy chơi và hãy thôi lên đi to to tuê tuê. Hỏi tâm xương như càng to tí tuê tuê. Hãy chơi và hãy thôi lên đi to to tuê tuê. Boom boom boom, chiki chiki boom boom boom. Khủng long, yeah! Tôi đây Gallimimus, nhanh nhất đám khủng long tôi. Gally. Chân mình thì dài lắm đây, tớ Gallimimus. Tôi đây bậc thầy chạy đua đây, ha 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 ha. Khủng long siêu tốc, tôi đây là Gallimimus. Cuộc đua khủng long vĩ đại. Thưa quý ông, quý bà. Hôm nay là ngày của cuộc đua khủng long. Mình là Pteranodon và sẽ dẫn chương trình hôm nay. Nếu nhìn vào vạch xuất phát, bạn sẽ thấy quán quân năm ngoái Gallimimus và phía bên kia là Ankylosaurus và Brachiosaurus. Nè, Ankylosaurus, bạn cũng tham gia đua hả? Chắc bạn tới đây khó khăn lắm với đôi chân ngắn này. Tên chậm chạp. Cái gì? Chậm chạp? Nếu mình thắng, bạn phải ngừng chọc ghẹo mình. Bạn nghĩ bạn thắng được mình sao? Lúc mình bắt đầu chạy, không ai có thể theo kịp đôi chân dài này. Mình là loài khủng long nhanh nhất, Gallimimus. Oh, oh. Wow, cơ thể của bạn thật khổng lồ. Bạn chắc nặng lắm. Bạn chạy được không? Mình không cần chạy vì mình có sải bước dài. Ơi, mình chỉ cần đi một chút là lại đói bụng nữa. Ôi, sao mình luôn đói bụng vậy? Được rồi, mọi người yên lặng. Giờ sẵn sàng. Chuẩn bị. Chạy. Gallimimus và Brachiosaurus đang hòa. Hey, tên này nhanh hơn mình nghĩ. Đó là mùi gì vậy? Giống như trái cây yêu thích của mình. Mình sẽ ăn một ít rồi chạy tiếp. Oh, Brachiosaurus đang ngừng lại để ăn trái cây giữa cuộc đua. Ha ha, cảm ơn đã bỏ cuộc. Mình còn không thấy Ankylosaurus. Mình đoán mình thắng chắc rồi.
Trời nóng quá, có lẽ mình cũng nên nghỉ. Thật ra mình hơi mệt. Gali Maimus, sao bạn có thể ngủ trưa giữa cuộc đua? Chắc mình không ngăn được bạn. Mình sẽ xem tình hình Ankylosaurus và tường thuật lại. Ankylosaurus, với tốc độ này bạn nên bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc? Mình sẽ không bỏ cuộc. Bốn chân của mình khỏe không cần nghỉ. Mình không biết bỏ cuộc là gì. Wow, xem tinh thần chiến đấu đó kìa. Chúng ta đến xem Brachiosaurus lần nữa. Ôi trời, Brachiosaurus đã ăn hết trái trên cây. Ngừng ăn đi, tới lúc quay lại cuộc đua rồi. Nhìn bên đó kìa, mình thấy Ankylosaurus lại rồi. Mình không bao giờ bỏ cuộc. Ankylosaurus, bạn đang làm rất tốt. Cố lên Ankylo, Ankylo, Ankylosaurus. Không lâu nữa chúng ta sẽ có người thắng cuộc. Yeah, mình về nhất rồi, thắng rồi. Quán quân cuộc đua khủng long năm nay là Ankylosaurus. Cái gì? Sao có thể? Gallimimus, bây giờ bạn không thể chọc mình được nữa. Mình thua rồi. Bạn thật sự rất tuyệt. Mình rất vui khi được thông báo Ankylosaurus đã thắng cuộc đua. Brachiosaurus có tiếp tục không? Hay bạn ấy vẫn... ngon quá đi. Khủng long giống chim Gallimimus, cơ thể phủ giáp Ankylosaurus, cổ dài tham ăn Brachiosaurus, giật lông mỏ dài Pteranodon. Mình cùng đào xương khủng long, mình cùng đào xương, hãy mau lên đường. Mình cùng đào xương khủng long, hãy mau lên đường ngay nào. Mang theo dụng cụ gì đây? Máy chụp hình, hãy dùng để chụp lại tất cả các hình thấy được. Xà là cuộn thuốc dây, là dụng cụ dùng đó đã cắt khoảng cách xuống. Là cây búa, là dụng cụ loại bó gạch đá nhỏ đến to. Xà là bàn chải, dùng để chà quét hạ cát bụi bẩn đi. Xà là wow, đào xương khủng long xong rồi, tiếp theo là gì? Nhanh chân lên cùng đêm ghép chúng. Nhanh chân lên phải thật mau ghép cho kỳ càng. Nhanh chân lên cùng đêm ghép chúng. Đào lên cổ rồi sang lưng và sang đùi. Gọi tên xương đầu, xương cổ, xương lưng, xương hông, xương cột, xương đùi, xương chân, xương bàn chân răng. Là hoa thạch của khủng long. Hoan hô, hoan hô. Tio mai mas mama mai mas, tớ không là đà đều tiếp. Totoro mai mas, Onito mai mas mama mai mas, chim không phải mình tuyết. Onito mai mas, chúng ta thật chạy khắp muôn nơi. Chúng ta thật chạy nhanh và nhanh hơn. Ah, T-Rex, oi sơn ơi
sơ này chạy mãi không thôi. Ôi sơ này chạy mãi không thôi. Ôi sơ này chốn thôi. Thân tôi đây khổng lồ ghê chưa, nặng ngang với 60 chú voi. Và tôi cũng là loài nặng nhất, khủng long nặng nhất là tôi. Argentinosaurus. Kế tiếp, loài khủng long có đầu mạnh nhất, khủng long Pachycephalosaurus. Wow! Đầu mạnh nhất chính là của tôi, mạnh như quả bóng trời bầu lĩnh. Loài khủng long với chiếc đầu mạnh nhất, loài mạnh mẽ nhất là tôi. Pachycephalosaurus. Loài khủng long nhanh nhất, khủng long Gallimimus. Chạy nhanh như xe buýt đến trường, chạy đua nhanh nhất loài là ai? Khủng long nhanh nhất là tôi. Gallimimus. Khủng long con ti 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 rex, khủng long con ti 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 rex, khủng long con ti 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 rex, khủng long à. Mẹ khủng long ti 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 rex, mẹ khủng long ti 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 rex, mẹ khủng long ti 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 rex, khủng long à. Khủng long ba ti 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 rex, khủng long ba ti 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 rex, khủng long ba ti 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 rex, khủng long à. Ba khủng long ti 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 rex, ba khủng long ti 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 rex, ba khủng long ti 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 rex, khủng long quá. Khủng long ông ti 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 rex, khủng long ông ti 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 rex, khủng long ông ti 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 rex, khủng long à. Khủng đi săn ti 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 rex, khủng đi săn ti 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 rex, khủng đi săn ti 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 rex, đi săn nào. Nào chạy mau ti 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 rex, nào chạy mau ti 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 rex, nào chạy mau ti 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 rex, khủng long à. Thật là mấy ti 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 rex, thật là mấy ti 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 rex, thật là mấy ti 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 rex, khủng long. Vậy là T-T-T-T-Rex, vậy là hết T-T-T-T-Rex, khủng long. Khủng long ơi, bạn ơi, loại khủng long đi đâu, đâu, khủng long đi đâu? Bạn ơi, loại khủng long đâu rồi, đã bay ra ngoài không gian. Bụi cây bay xuống từ trên trời khi có một phù rơi các thiên thần. Sau đó thì sao? Bầu trời tối đen. Ôi thật sao? Vậy nên không có thứ để ăn. Ôi không. Và như thế loài khủng long bị mất tiêu cách đây rất lâu. Bạn ơi, loài khủng long đi đâu? Đâu khủng long ơi? Bạn ơi, loài khủng long trong bệnh viện hay đang đi tắm biển. Một lần tàn tro đổ xuống từ trên trời sau khi ngọn núi lửa đã phun trào. Rồi sau đó thì sao? Trời tối đen. Ôi thật sao? Vậy nên không có thứ để ăn. Ôi không. Và như thế loài khủng long bị mất tiêu cách đây rất lâu rồi. Quay lại với tụi mình nha, khủng long. Ông vua cung đầu là Pachycephalosaurus, đây đầu mình nhô ra
xương cứng xó dày. Và khi đây cùng đâu ta đây, ta đây là nhà vua. Bậc thầy cũng đau. Pachycephalosaurus. Vua cũng đau. Pachycephalosaurus. Bạn ấy tập luyện chăm chỉ. Với xương sọ cứng và trán chắc chắn, xem mình thực hiện cụm đầu siêu sức mạnh đây. Yeah. Wow, nhìn các quả thông rụng như mưa luôn. Thật đẹp. Pachy, bạn ngày càng giỏi việc cụm đầu. Yeah, thật hả? Dạ, mình biết bạn thích xem thông rụng nên. Wow, bạn cũng đầu giỏi lắm. Chào, mình là Baku. Mình vừa chuyển đến sau khi trốn thoát một vụ núi lửa phun trào. Ồ, rất vui được gặp bạn. Mình là Pachy và bạn ấy là bậc thầy cũng đầu, Pachy. Nhìn bạn ấy giống bậc thầy thật đấy. Chà, không có gì đáng kể. Mình thử được không? Được, được, thử đi. Đây là một nơi tuyệt vời để tập cụm đầu. Nhìn nó ra vẻ như xương sọ của nó dày hơn mình vậy. Siêu cấp đặc biệt, ba khu cụm đầu. Mình tới đây à. Cái gì vậy? Wow, ba khu, bạn thật tuyệt. Bạn còn mạnh hơn cả Pachy. Mình chỉ muốn gây ấn tượng với các bạn nên đã dùng hết sức. Mình cá là Pachy chưa cố hết sức, phải không? Phải, đúng vậy. Thật ra, mình đã dùng hết sức mạnh. Nè Pachy, sao bạn không trình diễn hết sức mạnh lần này đi? Hả? Được, chắc rồi. Nếu mình không làm tốt hơn Baku, chắc Pachy sẽ thất vọng lắm đó. Cái gì? Bạn chỉ có vậy thôi hả? Pachy, mình thất vọng quá. Pachy, bạn và mình đấu một trận coi xem sao. Chà, không cần đi xa tới vậy chứ. Sao, bạn sợ thua hả? Bạn nhát gan hơn mình tưởng đó. Bạn nói mình là kẻ nhát gan hả? Được, thi thì thi. Nhưng đừng nói là mình không cảnh báo với bạn. Và như vậy, trận đấu bắt đầu. Yeah. Nếu bạn muốn ngừng, cứ nói một tiếng. Bạn đang nói gì vậy? Tiếp đi. Hai bạn, dừng lại. Không bao giờ. Chúng ta sẽ xem ai mạnh hơn. Có chân. Nguy hiểm. Pachy. Baku, bạn có sao không? Mình không sao. Bạn vừa cứu mình hả? Đúng vậy. Như vậy mới là bạn bè. Pachy. Các bạn, chúng ta làm bạn được không? Nhưng chúng ta là bạn rồi, đúng không Pachy? Phải. Pachy, cảm ơn bạn đã cứu mình. Chúng ta cùng tập cụm đầu với nhau mỗi ngày đi, Pachy. Nghe hay lắm. Từ đó, ba chú Pachycephalosaurus nhỏ trở thành bạn tốt của nhau. Bậc thầy cụm đầu, Pachycephalosaurus. Khủng long ABC, khủng long ABC, cùng nhau hát từ A tới Z. Khủng long ABC, khủng long ABC. Bạn ơi, cùng hát với tôi. Yeah. A. Ankylosaurus. B. Brachiosaurus. C. Compsognathus. D. Deinonychus. E. Elasmosaurus. F. Fabrosaurus. G. Gallimimus. H. Hadrosaurus. I. Iguanodon. J. Jaxartosaurus. K. Kentrosaurus. L. Lambiosaurus. M. Megalosaurus. N. Nodosaurus. Ai cũng chưa nè. Cùng hát.
long ABC, khủng long ABC, cùng nhau hát từ A tới Z. Khủng long ABC, khủng long ABC, cùng nhau hát từ A tới Z. Raptor, P. Protoceratops, Q. Quetzalcoatlus, R. Ramphorhynchus, S. Spinosaurus, T. Tyrannosaurus, U. Utahraptor, V. Velociraptor, W. Oinonosaurus, X. Xenotarsosaurus, Y. Yangchanosaurus, Z. Zygongosaurus. Quay cùng với khung nhau. Khung long ABC, khung long ABC, cùng nhau hát từ A tới Z. Hát lên cùng với khung long ABC, đây, khung long ABC, đọc nhiều lần ta sẽ nhớ lâu. Dạ đó. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.